Vui là chính. Đằng nào tối phải tất cả bỏ hỏi hết nhậu đi. Bây giờ chỉ có đôi ấy thôi, đôi bằng Thuận với lại chuyên Thiên Bình. Đánh bên kia nhanh. Đi anh ấy đánh cũng được. Ừ, cũng được. Đâu, ai là trọng tài trận này đấy. Đánh đôi đấy còn gì nữa? Đôi đấy chưa đánh đúng không? Đó, bây giờ là đôi anh Đại đánh cho anh, đôi anh Đại đánh trước đi. Đánh đôi nào? Đánh à đôi Thiên Bình. Đôi thích được. Sao cho anh ấy đánh trận. Không cần. Ai? À, anh Đại với Quỳnh đi. Cho đủ chân. Đánh đi cho đủ chân được. Vâng. Ê, nhiệt thôi anh. Chơi tối ăn chuối. À vâng. Yếu tí chưa? Chưa gì đâu. Quan trọng gì? Hay. Nếu mà chơi quay vòng này không phải là trận khỏe thì yếu. Ngày này nó cộng một số. Nói chung là yếu. Đôi anh em mình là yếu. Cố gắng thôi. Yếu cũng đang. Chiến đấu có việc. Chắc gì là yếu anh lo chùi. Nhiệt thì chắc gì là yếu. Ok chưa? Đi sang kia đi. Có ai khởi động rồi? Có, đi sang kia. Nói chung khởi động đi. Cứ khởi động kỹ. Em khởi động cho anh em là trọng tài. Đấy. Mẹ. Đấy. Như thế thì nhiệt. Đội này kiểu lên đồng, chiến thuật rất hay. Yêu. Mới thua. Nhiều khả năng vô địch nhá. Một thua mình xong là hạ đôi đường bằng là vô địch xéo đâu mà. Có chứ lên rồi. À mình mấy người tỉnh lắm anh ạ. Anh đã thấy mà. Anh còn nhạy cảm hơn là không biết. Ta chưa đánh luôn đâu đi. Đi, bánh lên đi. Rồi, khởi động cái đã. Tí nữa trận cuối em anh về đây anh. Mẹ đến cuối mà về sân nhà rồi gặp cái đội mà. Tí nữa em xong gặp đội này gặp đội chung trận rồi. Gì đội đấy đã đánh như đội đánh đôi này chứ mà để sang tận đâu sau rồi đâu không lên lưới nữa để em tràn lên rồi đó em tràn lên em bao được cả quả sả quả lốp quả đi không phải quá thấp dần mặt đâu sau số bóng hơi bị thấp chơi vui nhá phải bỏ chúng ta vẫn đánh được rồi chúng ta không đánh lại.
đang chờ đây. Dạ. Tỷ số cứng bao nhiêu rồi? 1 2. Một. Một. Chẳng nói.
đánh muộn như quả đấy nhá, phải đánh sớm lên. Muộn là nó rất thiếu lực. Qua đấy, thịt mẹ mày ăn đúng quả vàng. Thịt mẹ mày đánh cứ cái quả kia em ăn. Chờ quả vàng em ăn. Qua có phút tập rồi kìa. Hay. Quá sợ. Đánh quả kinh không? Chúng ta bằng kiếp nên là đánh xé bằng sườn. Đó đi em. Bằng nhìn về sườn chắc mới đạt được. Đây, đây, đây. Chạy lên. Rồi. Ôi. Không cầm chắc được. Không ơi. Lỏng, 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 lỏng.
tay mà làm. Anh Khương ơi, 900 nữa là để đây nhá. Thừa thiếu gì đâu. Không đủ đấy 900. Xong rồi đó còn phải đánh. Xong rồi. Cứ từ từ. Em cưa mấy quả đạn cấp nhá. Nhá. Với nhà khác gì coi như là Bùi Tiến Dũng. Nó còn chịu thua chứ. Chịu quả. Nhá. Đánh hay. Ngoài tầm với thì chịu quả. Quá hay. Thế là hết sức rồi. Không thể nào mà bao hơn được đấy. Vậy thay đổi chính thuật đừng bao, bao ít em ạ. Nhưng mà gần như là thua trắng tất cả những quả. Mà nếu mà em không bao thì tụt hết luôn. Em bắt buộc phải đánh thế. Đánh thế là còn ấy được. Bởi vì là em chỉ là lưới để vồ để mình ăn cơ mà. Ok cứ đánh đi. Còn bao là anh phải ở anh, dưới anh phải mình là người bao ấy. Anh phải bao. Quả nào lọt của em cái anh phải bao. Anh phải chạy sang đỡ quả được quả đấy không. Thì mới là bao. Là cho lưới chạy thoải mái và đằng sau bao tất. Nhiều khi nó ngược hướng cũng không chuyển kịp được. Khó. Con ra đây. Bao anh hẹn. Ra mang xa đấy. Có đỡ. Bao em tí. Mua em 10 giờ. Đấy, còn chưa thèm ăn sáng, ăn trưa, ăn quả trứng nào đây này. Thì nữa mình đánh xong bữa này thì hơi mình ăn sớm quá, no.
chán quá nhỉ, tự nhiên đôi kia lại bỏ nhỉ. Chán quá, đánh là hai con. Hôm nào cũng... Do cường là bại nó vẫn đánh chứ. Tôi cao quá, khó. Hôm nào cái tôi cao quá nó phải bỏ. Nói sao được, như em ấy, em chấp nhận mẹ đi đánh kém, ai nói thế nào nói, chửi thế nào chửi đúng không? Đánh thôi, trình mình chỉ có vậy thôi, đúng chửi rồi. Là đúng rồi. Đánh kém thì đánh kém thì phải chịu thôi chứ cần. 150 bạc bao nhiêu? Thật, dạ, cứ thua cả giải mất triệu vàng. Xác định bỏ mẹ triệu ra đây thì đánh cho tự tin. Ông Cường cũng đéo được, đại nó đánh Cường biết đéo được. Ra đánh đi, đánh không ra đánh, cho Quang, đấy Quang có đang chưa hợp chiến thuật thì từ từ. Cường bỏ cuộc với bà vậy, đánh giá quá thấp. Vâng. Đánh nó vui cơ bộ mà. Vui. Thua thắng cái gì? Cứ xác định vui thôi. Tức là lúc đánh thì rất nhiệt nhưng mà mình lúc ra là vui vẻ không vấn đề gì. Vui vẻ. Chứ còn ra nó lại tự nhiên bỏ cuộc. Mất hay. Ai chẳng biết anh Đại anh hay nói rồi. Không phải anh Đại anh nói mà ông Cường nó đánh kiểu như là Đại mà học ở Cường nó tức là nó không bảo nó gặp cả Đại chiến thuật nó không nghe. Không không phải là không nghe, có nghe nhưng mà đánh hỏng. Nó vẫn hỏng. Khó lắm, vào trận rồi nó tâm lý nha. Bắt người ta đánh được theo ý mình nó khó lắm. Chứ còn gì nữa. Nhưng mà anh Cường thế là không được. Tự nhiên đi bỏ cuộc. Thua thì thôi. Đánh được thua là sao chơi giải nhận đều. Lần sau là lần như sau là phải đưa vào cái quy định là nếu mà bỏ giải giữa chừng là phạt 5 triệu chẳng hạn. Vỡ giải đấy, nhưng mà nếu anh em mình không đúng quyền vào thì bị vỡ giải đấy. Chứ còn gì nữa. Mà phù chú anh giặt rồi là đéo thì nào đấy lại được. Vỡ thì không vỡ được. Giống như kiểu anh Quang anh chửi anh Khương nhiều cái anh Khương anh dỗi anh bỏ cái gì lại vỡ thật nhỉ. Hai đôi thế là vỡ. Chứ năm ngoái mà mình không anh ra đây mình bỏ là vỡ giải đấy. Anh em chơi đây chỉ trừ khi chấn thương. Đúng rồi. Chứ còn như vậy chơi nó vui có cái đéo gì đâu mà bỏ cuộc. Vớ ba vớ vẩn. Các bạn đéo thì đây là chơi anh em lại bài tập thể. Anh Bằng là anh Khương là chủ tịch mà chả nói được cái gì tại anh Khương. Cái đây chủ tịch phải đứng ra dàn xếp giải quyết. Thôi đánh đi, đánh đi. Đánh đi, tập trung vào đánh đi. Tập trung nào, phong vào chưa? Phong đây, cứ từ từ. Chưa thắng được đâu mà cứ làm như thắng đến nơi rồi, phân chân thế. Xong mẹ luôn đi, 63. Từ từ. 4 năm mới tổ chức giải thời tiết ủng hộ chưa? Trời ơi, ủng hộ chưa? Vừa nãy là tôi thắng rồi đấy. Ôi giời ơi. Không đánh được thoải mái đâu. Cả chân được 3 quả rồi. Rồi. Thế là đang 5-3. À bà Vĩnh. 5-3. Ăn thua 3 quả cái gì đi. Để đây để anh lên lưới. Đều luôn.
đánh ra từ xa với cả thì lại đánh được dây. Không phải đâu, bên này nó đánh ngay. Đừng có chửi anh Quang. Cái này nó đánh ngay mà. Rồi, 45. 45 không sao. Đó, tiếp theo đi. Thuận à. Cây chỗ nào được không? Ram 4 này. Xin lỗi anh qua, xin lỗi anh qua. Rất là quả đấy, anh không chuẩn bị. Chip đắp gì nhỉ? 40. Có ổ cứng thôi đúng không? Ram đều. Giờ mới có trận 5 đều. Đánh 7 anh. Đánh 6 rồi. Rồi cuối câu. Anh đứng im đấy. Đấy. Ở im đấy. Thôi ở im đấy. Ao. Anh đứng im quả đấy không anh. Anh đừng có với nhá. Nhớ nhá. Tắt cả mẹ. Nghe trong tai, nghe trong tai. Trọng tài đây rồi. Tai rồi, in nội. Rồi đây. Trọng sân, trọng sân. Có trọng tài rồi. Ôi mẹ. Sướng. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không hiểu chuyện gì. Sao mà tấn bị khép. Vẫn còn cơ. Át vài nữa mà lại đều mấy chú. Làm nốt cho anh đi. Chết kìa. Đôi kia là mình. Tôi nào. Không qua nổi đôi vẫn làm sao mà qua được đôi mình. Hay lắm em ơi. Hay thế nhỉ.
Ôi, hết cả con chặt.